đây là đồng hồ cơ, hay còn gọi là đồng hồ lên dây, hình viên bi cầu bởi vì nó tròn, giống viên bi, lộ cơ, nó có sợi dây. Cái sản phẩm này là mình lên dây là nó chạy. Kha Vương xin hướng dẫn anh chị em trước khi mình mua hoặc là khi mình lấy về, là trước tiên anh chị em muốn chỉnh giờ, anh chị em ấn nhẹ thôi nha, chứ coi chừng nó hư rồi mình chỉnh giờ là như thế này đó, mình chỉnh tới chỉnh lui. Sau khi ấn nhẹ lên chỉnh giờ xong xuôi, mình ấn nó xuống đó là mình lên dây theo như thế này, có nghĩa mình để như thế này nè, là mình vặn theo chiều kim đồng hồ đó, nó là như vậy thì nó lên dây nó chạy. Cái thời gian lên dây chạy bao lâu thì Kha Vương không biết, nhưng thường thường là nó chạy tới hơn một ngày, nó là theo thông thường Kha Vương quan sát. Có nghĩa khi Kha Vương lên dây, Kha Vương để nó là qua ngày mai Kha Vương vẫn thấy nó chạy. Mình lên dây nó vừa cái tay thôi, đừng cho cứng quá, mà lỡ nó cứng á, thì đừng có vặn nữa. Hiểu không? Có nghĩa mình vừa lên dây cho vừa cái tay 5-10 vòng, 20 vòng, mình cảm thấy cứng quá là mình ngừng cái tay lại, mình đừng có lên dây nữa là ok. Giá sản phẩm Kha Vương bán là 250.000 đồng một cái và cộng cước. Ở nhà Kha Vương còn nhiều nên Kha Vương thanh lý đây, nhiều là đây, một đống đây, như đống núi đây. Kha Vương cảm ơn nhiều. Nói chung để làm clip cho nó dài hơn, thì Kha Vương xin giới thiệu, cái này là cái ấn chất liệu bằng đá, mà đá gì Kha Vương không biết. Ở trên đây nó có hình con rồng và hai viên minh châu. Cái này thì nó chưa có khắc mộc đáy, nên cái sản phẩm này anh chị em mua về mình đưa ra thợ, mà thợ khắc mộc á, thợ làm mộc á, thì người ta sẽ làm cái mộc đáy cho mình theo cái tên tuổi của mình, công ty của mình lồng dấu ấn rất là ok, hoặc là mình để chặn giấy chặn đồ. Thì cái sản phẩm này chỉ có là 200.000 đồng một sản phẩm thôi, chứ không có nhiều. Bởi vì ở đây Kha Vương thanh lý bán rẻ, 200.000 đồng một sản phẩm. Còn cái sản phẩm này là sản phẩm bằng đá, mà đá gì thì Kha Vương không biết, thấy nó đang thui thùi lùi à. Nói chung là mấy cái hình dục vọng này nọ kia khác từ Lạc Mai đó, thì hình phòng the đó. Thì mỗi cái sản phẩm này Kha Vương thanh lý chỉ có giá là 200.000 đồng một miếng như thế này, và mình cộng tiền cước. Anh chị mình lấy mấy miếng thì mình cứ chụp màn hình lại cho Kha Vương, hoặc báo cho Kha Vương lấy cái hình như thế nào. Kha Vương cố tình để như thế này nè, để cho anh chị mình chụp hình đó. Để coi còn nói chung đồ nha, Kha Vương nhiều quá mà Kha Vương không biết quay cái gì. Thôi quay qua đây đi ha. Kha Vương quay đây. Đây là con ve sầu trong nhựa thông, trên thị trường người ta gọi là hổ phách, hay còn gọi là nhựa thông. Cái sản phẩm này á, lưu ý, trên thị trường người ta gọi là nhựa thông hay hổ phách, chứ Kha Vương không nói nó là nhựa thông hay hổ phách nha. Cái sản phẩm này là 175.000 đồng một sản phẩm như thế này và cộng tiền cước. Cái giá là giá sản phẩm Kha Vương thanh lý. Trong clip này Kha Vương có nêu tên của Kha Vương luôn, thì anh chị em cứ yên tâm, chứ không phải như người ta mà chụp hình hoặc lấy hình ảnh của người khác. Còn đây là cái đồng xu một đồng. Cái đồng xu này một đồng năm 1976 của Việt Nam mình. Còn đây là đồng 5 sen. Đồng 5 sen này theo thông tin Kha Vương tìm hiểu thì nó là của Pháp, của Việt gì đó, thì Kha Vương không có rành. Đây 5 sen. Nói chung có cái cũ, có cái mới quá. Đây thì Kha Vương quay cái mới cho. Thì cái loại này, cái đồng xăm 5 sen với đồng một đồng này nè, thì Kha Vương bán là 10.000 đồng một cái, có nghĩa là 10 cái là 100.000 đồng và cộng tiền cước. Anh chị em có nhu cầu thì cứ liên hệ với Kha Vương. Còn đây là bật lửa. Để Kha Vương lấy cái bật lửa ra, Kha Vương quay luôn. Đây là bật lửa giấu gỗ. Cái này trên thị trường người ta gọi là Ripo, nhưng Kha Vương nói nó không phải là Ripo, bởi vì nó chỉ là một cái bật lửa thường để mình đổ xăng vào mình bật lửa thôi. Còn anh chị em mình muốn bỏ cái Ripo xịn vô thì bỏ. Ở đây cái vỏ của bật lửa nó nằm trong đây, cái vỏ sắt của bật lửa nằm trong đây, và ở ngoài là cái vỏ gỗ. Mình muốn thì mình rút ra rồi mình bỏ cái đổ xăng vào mình xài. Ở đây Kha Vương có 4 mẫu. Một là mẫu đại bàng như thế này. Cái mẫu thứ hai là mẫu thuyền bờm, nó nằm trong đây, nói chung rất là đẹp, nó nằm trong đây Kha Vương biến rỡ đâu quá. Mẫu thứ ba là mẫu hình quan công, nói chung cũng rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp. Anh chị nào muốn coi hình ảnh thì Kha Vương lấy kết bạn Zalo với Kha Vương, số điện thoại 0814721262. Kha Vương sẽ lấy để coi. Nó còn một mẫu di lặc nữa. Rồi bây giờ lâu quá, là nói chung cái này thì Kha Vương bán chỉ có là 200.000 đồng một cái thôi, nó mang tính chất sưu tầm và trưng bày. Ở đây Kha Vương còn một món anh heo rừng hàng Lào, ở đây còn đâu khoảng 3 cây. Còn đâu khoảng 3 cây. Thì cái 3 cây này là hàng đẹp thôi, chứ không phải là hàng xấu. 3 cây này là hàng đẹp và dài đẹp. Ở đây còn một cặp rưỡi đây nè, như thế này là một cặp nè. Cái sản phẩm này thì Kha Vương bán bây giờ là 400.000 đồng cộng tiền cước.
400.000 đồng cộng tiền cước. Cái đầu này là bọc sư tử hống, cái sản phẩm này không có đặt 100% đâu, mà nó đặt tới đây thôi, khi mình rọ đèn vào thì đặt khoảng tới đây hoặc tới đây thôi. Còn trong đây nó có dùng tạp chất, có nghĩa là cát đất gì đó để cho nó nặng cái sản phẩm này, để người ta bọc cái đầu sư tử hống này. Cái đầu mỏ ở trên thì nó mỏng nên người ta dùng đất vào để cho nó bọc vào cho nó cứng cáp cái nành heo, mà nó không bị bể cái đầu trên đó. Là Kha Vương nói rõ chi tiết nó là như vậy. Hay Kha Vương có thể lấy thước đo cái dòng sản phẩm này cho anh chị mình xem luôn, tự do cái có cái thấy cái thước ở đây. Ví dụ nguyên cái sản phẩm này nó cong tới đây, kể cả tới cái đầu là 14 cm, chiều cong nó như nửa mặt trăng. Cái này thì cũng khoảng 14, hơn 14 cm đây. Còn cái này thì khoảng chừng 13, hơn 13 cm. Thì Kha Vương quay rất là rõ ràng, và 400.000 đồng cộng tiền cước. Còn cái đồng xu, cái đồng xu này á, người ta gọi là đồng xu nai và đồng xu chữ. Cái đồng xu này trên thị trường đang ảo. Cái này á, có nhiều người khi người ta mua về, người ta chà mài cho nó bay cái đầu con nai đi, mài phía sau cho mờ cái chữ đi, thì cuối cùng là nó màu trắng bạc, là nó mà bắt đầu người ta đăng lên, người ta bán bạc bán đồi, thì Kha Vương không quan tâm. Cái sản phẩm này Kha Vương chỉ đảm bảo với anh chị em là 500 nó không có hít thôi. Và giá của Kha Vương bán một cái như thế này là 100.000 đồng và cộng tiền cước, đảm bảo 500 không có hít nha. Một mặt chữ cũng vậy, mặt chữ này cũng 100.000 đồng một cái và cộng tiền cước. Kha Vương cảm ơn. Còn đây là bộ dao, có bộ tiền dao của nó tới 6 cây lận, mà sao thấy có 5 cây à. Nói chung cái bộ tiền này là bộ tiền dao, nó tới 6 cây lận. Một bộ nó 6 cây, Kha Vương bán chỉ có là 400.000 đồng cộng tiền cước, mà không biết 1 cây nó mất mẹ rồi. Anh chị em cứ yên tâm đi, bộ tiền dao này Kha Vương còn nhiều. Thật anh tóc, thật anh đồ, tài lạc mẹ. Đây, cây nữa đây. Thì Kha Vương lấy xuống, Kha Vương quay cái bộ tiền dao này cho anh chị em mình xem cho nó rõ ràng. Đó, bộ tiền dao của nó là có 6 cây như thế này. Lớn nhỏ bây giờ nó xếp sau, Kha Vương cũng chả biết xếp luôn, Kha Vương để thấy đi nha. Bộ tiền dao này của nó 6 cây. Mấy cái tiền này hình con dao nên Kha Vương gọi là tiền dao. Nó thời đại nào Kha Vương cũng chả quan tâm, Kha Vương chỉ biết bán cho anh em đam mê sưu tầm và trưng bày. Giá của một bộ này 6 cây này chỉ có 400.000 đồng và cộng tiền cước, có nghĩa là 400.000 đồng bằng 6 cây nha, chứ không phải một cây. Thì nguyên một bộ nó là 6 cây lận, Kha Vương không có bán lẻ từng cây đâu, anh chị em thông cảm. Ở đây Kha Vương còn cái lệnh bài này, hình quan công nè. Còn cái này thôi Kha Vương bán rẻ anh chị em 150, ai mua thì liên hệ, như có 1 cái thôi. Đó, cái này 150, cái này hình như cao khoảng 12 hoặc 10 đó. Nói chung ở trong đây Kha Vương còn rất là nhiều mẫu mặt dây chuyền đi đồ, mà thôi để cái này để quay từ đi, tự nó có hình tùy hưu tùy đồ. Trên thị trường người ta gọi là bạch ngọc á, bởi vì nó thông đèn và nó màu trắng. Nó có hình 12 con giáp rồi nữa. Thì cái nạc này Kha Vương bán sau, nhưng Kha Vương cũng công khai cái giá của mình luôn. Một cái sản phẩm như này Kha Vương thanh lý chỉ có 100.000 đồng và cầm tiền cước thôi. Đây là tiền xu hình cái quần què, tiền xu hình cái quần, hình cái quần, và cái trăm đâu ta, ở đây cái trăm đây nè, đây là cây trăm cài và cái tiền xu, cái đồng tiền hình cái quần. Cái cây trăm này cộng với cái đồng tiền cái quần này chỉ có 100.000 đồng, có nghĩa là cái sản phẩm này 50.000 và cái sản phẩm này 50.000. Anh chị mình muốn lấy mấy cái là lấy. Anh chị đừng có hỏi Kha Vương cái cây trăm này phải bằng bạc hay không, Kha Vương không có biết, Kha Vương chỉ biết 500 nó không hít được rồi. Còn nó bằng bạc hay không Kha Vương không quan tâm, Kha Vương chỉ biết bán dành cho những anh em đam mê sưu tầm và trưng bày. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với Kha Vương. Ở đây mình là Kha Vương, số điện thoại 0814721262. Mình buôn bán thực tế rõ ràng. Mình làm clip rất là chi tiết, anh chị em nào thương tình yêu mến thì ủng hộ, Kha Vương cảm ơn. Chỉ có đơn giản vậy thôi. Từ bây giờ cuộc sống buôn bán nó khó khăn, tùm lum tà la chị nên đợi hết. Còn ở đây là gọi là rượu mini. Cái chai rượu mini này thì theo Kha Vương cảm nhận, cái chai nó cứng cáp rất là cứng, nhưng Kha Vương cảm nhận nó là mica hay còn gọi là nhựa cứng. Ở đây Kha Vương có hai dòng sản phẩm như thế này, một sản phẩm là dòng 18 gì đó, còn một sản phẩm như thế này. Thì cái dòng này Kha Vương bán một chai chỉ có 10.000 đồng, anh chị em lấy bao nhiêu chai thì tính tiền bấy nhiêu chai. Cái này mình để dành cho những anh em đam mê sưu tầm và trưng bày, và theo Kha Vương cảm nhận cái dòng rượu này chỉ để trưng bày và sưu tầm thôi, không biết nó có phải là rượu trong đó hay không thì Kha Vương không có biết, nên khuyên một điều không nên uống. Đó là Kha Vương nói rõ tại sao Kha Vương bán hàng mà Kha Vương lại nói vậy, bởi vì nó có 10.000 đồng một chai mà, đúng không? Kha Vương nói cho anh chị mình hiểu rồi, chỉ có 10.000 đồng một chai, mình thích mình mua sưu tầm trưng bày chơi thì được. Thấy thằng Kha Vương này nó bán hàng mà nó nói thẳng thần bạch tạc như vậy, anh chị em thấy nó bán thật thì thương tình ủng hộ nó cảm ơn thôi, chứ nó không có lừa đảo lừa gạt ai hết. Còn đây là sản phẩm cá chép vượt vũ môn, cái này là hàng đúc tổng hợp công nghệ cao của thằng Đài Loan. Cái sản phẩm này cao khoảng 11 cm, cá chép vượt vũ môn. Cái sản phẩm này giá chỉ có là 110.000 đồng một con, 110.000 đồng một sản phẩm và cộng tiền cước. Ở đây sản phẩm này Kha Vương có bỏ sỉ số lượng lớn, anh chị em có mua chầu mua sỉ thì muốn biết giá sỉ cứ nhắn tin với Kha Vương. Đây
cá chép vượt vũ môn rất là đẹp, nó như ngọc vậy, nhưng nó tất nhiên nó không phải ngọc đâu. Nó Kha Vương đã nói hàng đúc tổng hợp rồi. Còn đây là cái bình này chất liệu bằng đồng, cao khoảng 12 cm, 13 cm đó. Đó, thì cái sản phẩm này Kha Vương bán chỉ có là 250 một cái thôi. Cái sản phẩm này dành cho anh chị em đam mê sưu tầm và trưng bày. Chứ Kha Vương nghĩ bây giờ ai mà đổ rượu đây uống làm đắt gì? Cái này mình đổ rượu cúng thì được, mình để rượu cúng ngay cho bàn thờ thì được. Thì Kha Vương nghĩ là người ta để rượu cúng rồi đó. Thì đó là chuyện của anh em, còn chuyện của Kha Vương là chuyện bán. Anh em yêu mến, ủng hộ, Kha Vương cảm ơn. Ở nhà Kha Vương thì cũng còn rất là nhiều thợ anh tóc. Cứ anh em mà mua lẻ thì cứ Kha Vương bán tính theo gram thôi. Tính theo gram là như thế nào cứ căng lên. Bây giờ thanh lý cứ 1 gram Kha Vương bán là 6.000 đồng bán lẻ. Cứ căng lên bao nhiêu gram tính tiền bao nhiêu. 6.000 đồng 1 gram như thôi. Vậy còn còn có gì nữa? Nói chung trong nhà Kha Vương thì còn có rất là nhiều đồ chứ không phải là không có. Bởi vì nhưng nói thiệt anh chị em nó lô bu quá. Máy này Kha Vương đi công việc nó lô bu, nó giải quyết vấn đề một mớ vậy này chưa có bán hết rồi tài lai học ma hết thì thôi. Kha Vương quay tổng thể và tạm giới thiệu ở đây. Anh chị em nào muốn xem thêm thì nhớ đăng ký kênh YouTube Đồ Xưa Đồ Cổ Kha Vương để sau này phải bấm nút chuông á để nhận thông báo khi Kha Vương đăng clip lên. Ở đây thì dây đeo tay, chuỗi hạt, nói chung là tính thử các loại trên thị trường, như cái này trên thị trường người ta gọi là Mina hổ phách này. Đó, thì ở đây Kha Vương cũng có, nói chung là tự lựa hết trơn á. Nào là hạt kiểu chuỗi hạt kim cang, cái này thì có 100.000 vòng thôi. Bây giờ thanh lý 100.000 vòng thôi. Ba cái này gọi là Mina hổ phách này. Đó. Cũng bán vui 100.000 vòng đi, giờ chán rồi. Chỉ có cái này là hàng giá trị, đây là The Z. Trên thị trường người ta gọi là mã não lạc ma, mã não Tây Tạng. Ở đây có người gọi là mã não lạc ma, mã não Tây Tạng, có người gọi là The Z. Còn nó thông tin chính xác thì Kha Vương không biết. Nhưng Kha Vương chỉ biết bán các chuỗi này gồm có 12 viên chuỗi chính và một viên 12 viên viên phụ vòng tròn và một viên chính chủ ở dưới, là viên chính chủ dưới nó to hơn. Một chuỗi như thế này bây giờ Kha Vương thanh lý chỉ có 1.500.000. Tính ra chỉ có 100.000 một viên thôi. Anh chị em là thật sự có nhu cầu thì cứ liên hệ. Còn đây là bộ binh khí 8 cây, người ta kêu bắt bổ kỳ binh gì đó. Bộ này thì cao 62 cm, nặng khoảng chừng 2 kg mấy 3 kg gì đó. Cái bộ này thì Kha Vương bán 2.500.000 một bộ, chỉ còn một bộ duy nhất thôi. Bộ này để ở nhà Kha Vương lâu rồi mà Kha Vương không có quay. Cái sản phẩm này là vòng tay chất liệu bằng đá, cái ni của nó khoảng chừng ni 52, không biết đá gì. Trên đây thì nó có 4 cái dòng chữ, chữ gì thì Kha Vương cũng không có rõ nó là cái chữ gì đó. Thì cái vòng tay này thôi bây giờ Kha Vương thanh lý với giá là 300.000 đồng cộng cước cho anh em đam mê sưu tầm và trưng bày. Cái sản phẩm này người ta gọi là thánh hỏa lệnh hay là thánh lệnh bài lệnh biết, hoặc là cái đồ để tấu sáo rồi đó, thì Kha Vương cũng không có rành. Cái sản phẩm này hình như là dài, để Kha Vương coi coi, dài hơn 20 cm, rộng khoảng 7 và 6. Cái sản phẩm này Kha Vương bán chỉ có là 750.000 đồng một cây. Cái sản phẩm này thì Kha Vương đảm bảo với anh chị em nó là thông đèn. Còn cái đai trên thị trường người ta gọi là hổ phách hay còn gọi là nhựa thông gì đó thì Kha Vương không có quan tâm. Nguyên cả một dây chuỗi như thế này Kha Vương bán chỉ có 100.000 đồng một chuỗi thôi, một cả một chuỗi cổ, cả một sợi dây như thế này và mặt dây như thế này Kha Vương bán chỉ có 100.000 đồng một sợi thôi, dành cho anh em đam mê sưu tầm và trưng bày. Còn cái dòng này là dòng Mina hổ phách, hàng xử lý nhiệt. Cái hàng này hình như là 8 ly hoặc 10 ly, cái này chắc khoảng chừng 8 ly 9 ly đó, 10 ly đó, nó khoảng đó. Cái chuỗi này Kha Vương bán thanh lý với giá là 200.000 đồng một chuỗi. Cái này mà các sư thầy mua tặng cho các sư đệ này nọ khác, hoặc là anh chị mua tặng cho ba mẹ thì giá trị, bởi vì cái chuỗi này nó là gọi là Mina hổ phách hàng xử lý nhiệt, thì tất nhiên cái hổ phách là dòng nhựa, nó rất là nhẹ, nó nhẹ hơn gỗ và nhẹ hơn đá nha, nên nó nhẹ tay và mình làm chuỗi rất là đẹp. Và đặc biệt là các những cái hạt chuỗi Mina hổ phách hàng xử lý nhiệt này thì nó óng ánh rất là đẹp và rất là sắc nét, nhưng chỉ có giá 200.000 thì quá rẻ bèo. Đừng hỏi tại sao Kha Vương bán chỉ có 200.000, chỉ đơn giản bởi vì trong nhà Kha Vương là hàng tồn và mùa này là mùa Covid. Nó thật sự mà nói máy này buôn bán không có được, buôn bán bao nhiêu là cứ lấy tiền đó ăn hết bấy nhiêu, cuối cùng bán hết hàng mà tiền không có là trời dạy. Còn đá Myanmar này nọ khác thì Kha Vương còn nhiều. Nói chung cái dòng này thì Kha Vương cũng có quay clip rồi, anh chị em cũng muốn thêm thì xem những clip cũ, nào là thạch anh tím, nói chung đầy đủ các loại, nói chung rất là nhiều đồ. Mà bây giờ nói chung chung Kha Vương cũng không biết quay cái gì nữa, mình tùy đụng đâu quay đó thôi. Cái hũ này thì ở đây nó có hình hai con tỳ hưu, ở dưới đây nó có cái mọc. Cái sản phẩm này Kha Vương bán chỉ có là 950.000 đồng một cái, một cái như thế này thôi. Rất là đẹp mà nặng, cái này nặng.
ba cây pháp khí thì bốn cây pháp khí, ba cây này thì gửi cho khách mẹ là còn cây này thôi. Còn một cây này nó dài khoảng chừng hơn 25 cm. Còn cây này Kha Vương bán cho vui, cái giá lúc trước Kha Vương niêm yết bán 950 nè, thôi bây giờ Kha Vương bán cho anh chị em bán 700 thôi, bán thanh lý mà càng đông. Còn đây là cái tập đồng xu của 12 vị vua. Cái tập đồng xu này gồm có 12 đồng xu, nó tượng trưng cho 12 vị vua của 12 triều đại trong và Mãn Thanh, Mãn Thiết, Mãn gì đó Kha Vương không có biết. Nói chung là nhiều triều đại. Mãn Thanh là thời đại cuối cùng rồi. Đây, một sắp này là 12 đồng xu, và một sắp 12 đồng xu này chỉ có 180.000, tính ra một đồng xu này thì giá chỉ có 15.000. Thì 10 đồng một cái đồng là 15.000, thì 10 đồng là 150, thì hai đồng kia là 30.000, nữa là 180.000. Rất là đơn giản và rất là rẻ. Anh chị em có nhu cầu thì cứ liên hệ. Ở đây thì Kha Vương cũng còn một mớ đồ đồng nhỏ thì đồ đồng Kha Vương quay sau. Nói riêng cái clip này Kha Vương dành cho những sản phẩm bấy nhiêu, Kha Vương cảm ơn nhiều và mong rằng anh chị em thấy Kha Vương, thằng Kha Vương nó bán hàng, nó nói chuyện, nó buôn bán rất là rõ nét, rất là rõ ràng. Nó không có mang tính chất lừa đảo lừa gạt trong đây. Nó nói như vậy đó, rõ nét, anh chị em thích thì mua, thích thì thôi. Đó là cách làm việc của thằng Kha Vương. Vì vậy anh chị em cảm thấy nó ok như vậy thì mình cứ giới thiệu cho bạn bè tới xem thằng Kha Vương nó buôn bán như thế nào, và nhà nó cũng có nhiều hàng. Mình giới thiệu bạn bè, ví dụ biết đâu bạn bè mình không thích món này thì thích món kia, mà bạn bè mình có thể mua được những sản phẩm giá rẻ từ nó. Rất là ok và rất là dễ chịu. Kha Vương cảm ơn nhiều. Kha Vương chúc anh chị em một ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc và thành công trong công việc. Và lưu ý hãy nhớ, COVID bây giờ nó đang bùng phát lại rồi, thì mong rằng anh chị em hãy cẩn thận bước đi khi ra đường này nọ khi khác, nhớ đeo khẩu trang, chạy xe nhớ đeo mũ bảo hiểm, nhớ khai báo y tế khi đi đâu về đâu, và nhớ tiêm vaccine. Người ta nói câu là vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Đó là thông tin của nhà nước mình đưa ra, thì Kha Vương sẵn đây, Kha Vương cũng chia sẻ với cộng đồng mình như vậy. Kha Vương cảm ơn.